Bài giảng ngày 1 tháng 11 năm 2007. Trưởng lão Thích Thông Lạc. Tâm bất động thì nó sẽ không còn buồn ngủ. Nghĩa là tâm bất động thanh tạng là vô sự thì tham sân si mạng nghi đều nó ly hết rồi. Mà nó ly hết rồi thì con người chúng ta tỉnh bơ à. Muốn ngủ thì nó ngồi nó bất động yên lặng là nó ngủ chứ gì. Nhưng mà mọi sự vật cuộc xảy ra đều biết hết. Đâu có cái gì nó không nghe đâu. Bởi vì nó tỉnh mà. Chứ đâu phải là nó ngủ theo kiểu mê mờ. Đâu kiểu mà như bây giờ mấy con còn mê mờ, còn vô minh. Cho nên mỗi mỗi điều là bị làm tâm mấy con chướng ngại. Mỗi mỗi điều là mấy con bị hôn trầm thì miên. Cho nên vì vậy, lúc này mấy con phải tu tập như thế nào cho đúng để xả tâm. Cho nên vì vậy mà nhất là ni đoàn của mấy con. Khi mà mặc chiếc áo này, xả hết, cố gắng thực hiện cho đạt được. Chứ không khéo, chúng ta mang tiếng cũng là đi tu. Nhưng mà đi tu không đạt được gì hết. Rồi bắt đầu bây giờ về dần vấn đề cư sĩ mấy con. Cũng vậy, mấy con đừng nghĩ rằng chúng tôi cư sĩ tôi tu từ từ thôi. Mình còn gia duyên nhiều. Coi vậy chứ khi mà khép mình trong cái nữ cư sĩ đó thì thấy cái trách nhiệm của mình không thua kém gì bên ni đoàn mấy con. Chúng ta cũng ăn mặc đồng phục như là một người học viên, một người tu sinh trong học viên ở trong các trường học, một người tu sinh trong trường thì chúng ta hãy nỗ lực tu tập không thua gì bên ni đoàn. Bên ni đoàn cố gắng khắc phục sống như Phật, làm như chúng thánh tăng thì bên cư sĩ, nữ cư sĩ đoàn của mấy con chúng ta cố gắng khắc phục để thành tựu những người cư sĩ xứng đáng trong thời Đức Phật. Cái sự nỗ lực tu tập phải hết sức tu tập chứ không thể nào mà tu tập sơ sơ mà được. Mấy con nhớ kỹ trong cái vấn đề mà đừng nghĩ rằng chúng tôi cư sĩ chúng tôi tu từ thường, không, chúng tôi cũng xả tâm rốt ráo, chúng tôi cũng học tập giới luật đức hạnh, những gì cần chúng tôi thông suốt thì chúng tôi cũng phải cần thông suốt như ở bên ni đoàn. Bên ni đoàn khép mình trong khuôn khổ hoài nghi tế hạnh thì trong cư sĩ đoàn thì chúng tôi cũng cố gắng lần lượt khép mình trong khuôn khổ hoài nghi tế hạnh, bởi vì hoài nghi tế hạnh đó nó nói lên được cái đức hạnh của chúng ta trên cái thân hạnh. Mình đi nhẹ nhàng, mình bước đi một cách rất bước đi nào chậm chạp, bước đi nấy, tỉnh thức trên từng bước đi, quay nghi tế hạnh, hành động làm, hành động suy nghĩ, hành động nói, chúng ta đều cẩn thận. Thì như vậy tức là chúng ta tập những quay nghi tế hạnh của chúng ta, không bao giờ những cái điều mà chúng ta làm lỗi để chúng ta phải khổ, người khác khổ. Nói ra một lời nói chúng ta cần phải suy nghĩ rất kỹ những lời nói của chúng ta để hoàn toàn chúng ta không làm khổ mình khổ người. Các con nghe đạo đức cái danh từ nó không làm khổ mình khổ người, tại sao chúng ta cứ làm khổ mình khổ người mãi? Cố gắng khắc phục, bữa nay chưa làm được ngày mai phải làm được, ngày mai chưa làm được ngày mốt phải làm cho được, nhất định phải nhiệt tâm phải làm cho được, không còn làm khổ ai nữa cả. Nói lời nói hành động ý nghĩ chúng ta đều mang lại sự an ổn, sự yên vui cho người, cho mình thì là tu học như vậy mới là tu học. Hôm nay thầy về đây mục đích là sắp tấn mấy con vì thành lập cái được cái tăng đoàn. Trong tăng đoàn nó có bốn cái đoàn. Còn thứ nhất là trong giáo đoàn thì nó có bốn đoàn. Đoàn thứ nhất là tăng đoàn, đoàn thứ nhì là ni đoàn, đoàn thứ ba là nam cư sĩ đoàn, đoàn thứ tư là nữ cư sĩ đoàn, bốn đoàn hẳn ngoài. Vậy thì mỗi đoàn đều có sự tu tập, có sự nỗ lực để cho cái đoàn mình nổi bật và tốt hơn. Bởi vì chúng ta là những con người mà đã bước chân vào đây đủ duyên để mà vào tu viện, để mà tu học thì chúng ta phải nỗ lực từng phút từng giây, từng hành động chúng ta có nhiệt tâm, nhiệt quyết, xả tâm, không để ác pháp tác động vào thân tâm chúng ta. Tu tập như vậy mới có sự quyết định cho cuộc sống của chúng ta, cho đời sống của chúng ta. Không kéo chúng ta tu để mà tu có hình thức, để mà tu để hiểu biết, để đi nói thì cái chuyện đó không quan trọng. Chúng ta không danh, không lợi, không cầu một cái gì cả, mà chúng ta chỉ tìm cầu một sự giải thoát, một sự làm chủ được, một sự tỉnh giác được từng hành động thân khẩu ý của chúng ta. Muốn suy nghĩ một điều gì thì chúng ta phải suy nghĩ điều đúng, không được suy nghĩ điều sai.
muốn nói một lời nói gì thì chúng ta phải suy nghĩ kỹ lời nói rồi chúng ta mới nói, không được nói bậy. Muốn làm một cái hành động gì, muốn bước đi, muốn làm cái việc gì đều phải suy nghĩ kỹ lưỡng rồi chúng ta làm. Làm không làm khổ mình, không làm khổ người. Đó mới chính là cái sự học của chúng ta. Chứ không phải làm theo thói quen, làm ẩu, làm đại, làm cho lấy có. Cho nên hầu hết chúng ta tu tập cũng là như vậy. Làm thật, quyết tâm làm cho thật sự làm để được giải thoát hoàn toàn. Rồi đây mấy con còn phải bước qua một cái giai đoạn như hồi nãy thầy nói, luyện tập thần lực. Lực như thần. Trong người chúng ta có cái thần lực. Tại sao Đức Phật làm được, thầy làm được mà giờ mấy con lại làm không được? Cũng là con người, tại sao người ta làm được? Đức Phật đâu có giỏi hơn thầy, thầy đâu có giỏi hơn Phật đâu. Ông Phật làm được thì thầy làm được, thầy làm được thì các con phải làm được. Cũng pháp đó chứ có gì hơn. 6 tháng ngồi tựa cửa, thầy chỉ có tác ý mà thầy thành tựu. Thầy đâu phải ngồi đó mà giữ cái tâm mình thanh thản an lạc vô sự bất động, thầy đâu có ức chế thầy đâu. Mà thầy ngồi đó, thầy rất sợ khi mà tâm không vọng tưởng, cho nên thầy tác ý tâm ly dục ly ăn. Nhưng mà trong cái trạng thái mà 6 tháng thầy ngồi, mấy con đã biết thầy nhập định như thế nào chưa? Bao nhiêu thứ định tưởng thầy nhập, thầy nhập cả 1-2 tháng thầy nhập được mà. Thầy nhập vào định tưởng. Còn bây giờ mấy con nhập được chưa? Cho nên vì vậy bây giờ mấy con chỉ lo xả tâm để được tâm thanh tản an lạc vô sự mà thôi. Tâm bất động. Cái mục đích chính là cái chỗ đó. Còn thầy đã lỡ sai tu sai theo đại thừa, theo thiền tâm, cho nên đã nhiếp tâm mình không còn niệm. Cho nên ngồi im lặng không niệm thì nó lọt vào tưởng. Cho nên thầy tác ý liên tục để giữ ý thức mình không mất. Còn mấy con bây giờ ngồi thì vọng tưởng lung tung, còn thầy thì ngồi không vọng tưởng nữa, thì hai người đều khác mấy con. Có phải không? Bây giờ mấy con ngồi đây mà không, nếu mà không ôm một cái pháp nào, không giữ gìn nó thì vọng tưởng nó hiện ra. Bây giờ ngay cả bây giờ hít vô thở ra mà mấy con không đến 1-2-3 lát không biết đây mình không biết nghĩ cái gì, nó nhớ cái gì nữa, đủ thứ đủ chuyện trong đó. Còn thầy thì ngồi nó hãy không ngồi thôi, mà ngồi thì nó bất động. Mà nó bất động mà nó không có pháp tác ý thì nó sẽ lọt trong tưởng. Còn mấy con ngồi thì vọng tưởng lung tung hết, làm sao mà lọt trong tưởng đâu được. Cho nên mấy con ức chế để cho không vọng tưởng thì nó lọt trong tưởng, thì nó bắt đầu như thầy mới tu chứ, mới tu thiền độc độ mà thôi. Các con thấy cái sai của mấy con chưa? Cho nên bây giờ mấy con ngồi mà để xả tâm á, thì mấy con phải thông suốt được, phải quan sát được tất cả từng niệm. Cái niệm trong đầu khởi ra, đây là niệm thiện hay niệm ác, đây là nhớ nhà, đây là kiếp sử, đây là cái gì, phải thấy rõ. Rồi bắt đầu mấy con tư duy quán xét để mà xả từng cái niệm đó, gọi là xả. Dùng cái hiểu biết mình đã học để xả, để xả cho cái tâm nó bất động, nó thanh thản. Tức là mấy con hộ trì và bảo vệ chân lý tâm bất động thanh thản là được. Nghĩa là hiện giờ là mấy con đang tu để giữ gìn cái chân lý, cái tâm bất động của mấy con. Đó là cái chân lý của Đạo Phật, bằng giới lực của mấy con. Mà bây giờ mấy con đạt chân lý rồi thì bắt đầu bây giờ thân mấy con lỡ mà có mất đi, có chết đi, thì mấy con cũng ở trong cái trạng thái bất động đó chứ ở đâu. Chỗ đó là chỗ chư Phật, chỗ đó là chỗ Phật Thích Ca, chỗ đó là chỗ thầy sẽ bỏ thân này, thầy cũng vào đó chứ thầy đi đâu. Thì chỗ đó bây giờ mấy con đang giữ gìn nó, để mấy con sống được cái thời gian dài với nó, thì đó là mấy con bảo vệ và hộ trì cái chân lý của mấy con chứ cái gì. Vậy thì hộ trì chân lý của mấy con đâu có phải như trong cái trạng thái của thầy đã tâm không còn vọng tưởng. Còn mấy con còn vọng tưởng thì mấy con phải dùng cái tri kiến của mấy con quan sát để tất cả mọi cái để mà xả nó xuống. Các con hiểu cái tu của mấy con chưa? Chứ mấy con bắt chước thầy mà ngồi để cho hết vọng tưởng thì mấy con lại chết rồi. Sai. Đó là cái sai của mấy con để mà thầy dạy hôm nay về thôi. Dạ. Cho mấy con thấy. Còn mấy con đã giữ được tâm bất động của mấy con thanh tản an lạc vô sự. Bây giờ ngồi đây thì nó thanh tản an lạc vô sự, tức là định, định sáng suốt. Nó định sáng suốt tức là nó tỉnh giác hoàn toàn, nó sáng suốt. Nó ngồi đây nó không mê mờ chút nào hết, mà luôn luôn nó thấy hơi thở ra vô. Tức là qua cái định niệm hơi thở thì cảm giác toàn thân tôi biết tôi thấy vô, cảm giác toàn thân tôi biết tôi thấy ra. Mà qua tứ niệm xứ thì nó là trên thân quán thân, trên tâm quán tâm, trên pháp quán pháp, trên thọ quán thọ. Rõ ràng là nó ngồi đây mà nó tỉnh thì nó thấy cái thân của nó chứ sao. Cảm giác toàn thân thì thân tâm nó xảy ra cái gì nó không biết. Đó là tứ niệm xứ chứ gì. Thì lúc bây giờ
tâm mấy con nó chưa hết vọng tưởng, nó chưa hết tham sân si, mà mấy con không chịu xả, mà ở đây để giữ cái tâm mà thanh thản an lạc vô sự này, thì mấy con dùng cái thanh thản an lạc vô sự này mà ức chế, thì cái đó mấy con đã sai. Các con thấy cái sai của mấy con chưa? Cho nên khi cái định mà thanh thản, cái định mà sáng suốt á, tức là mấy con phải trải qua một cái giai đoạn tu định vô lậu, rất là nhuần nhuyễn, xả cho sạch tự tâm nó thanh thản an lạc vô sự rồi, thì đó bây giờ nó mới ở trên định sáng suốt. Và định sáng suốt rồi thì bắt đầu bây giờ mấy con mới luyện tứ thần túc. Hay luyện tứ thần túc thì mấy con phải sống như thế nào, phải có cách thức như thế nào để mà luyện tứ thần túc. Chứ bây giờ ở đây đóng cạch cạch, ở kia đóng cạch cạch, ở chỗ nọ đi tới chỗ nọ đi lui, nói cái này nói kia, còn cái lớp học còn rầm rộ như thế này, thì mấy con làm sao mấy con tu tứ thần túc? Phải không? Mấy con biết cái giai đoạn nào nó, cái tu tập cái giai đoạn nào nó phải có cái giai đoạn ấy, nó cụ thể, nó rõ ràng. Và cái người mà người ta hướng dẫn tứ thần túc, người ta đâu có để mấy con tu trật đâu. Cho nên người ta hướng dẫn mấy con tắc ý một cái nào, trong cái thời gian một cái hành động đó mấy con sẽ tắc ý làm sao, và thời gian đó nó bao lâu, rồi người ta thay đổi một cái hành động khác để mấy con tắc ý. Chứ không phải mấy con muốn tu tập thân hành niệm mấy con tắc ý câu nào mấy con tắc ý, đâu phải vậy. Người ta sẽ hướng dẫn cho mấy con bắt đầu mấy con luyện thần lực của nó, thì mấy con phải tắc ý một cái câu gì trước. Cũng như mấy con thấy niệm hơi thở, cái đề mục của nó, cái đề mục nào trước, đề mục nào sai. À, đề mục đầu tiên mấy con thấy hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra biết thở ra, rồi hít vô ngắn tôi biết tôi hít vô ngắn, hít vô dài tôi biết tôi hít vô dài, thở ra dài tôi biết tôi thở ra dài, rồi tới hít vô ngắn tôi biết tôi hít vô ngắn, thở ra ngắn tôi biết tôi đó. Các con thấy từ cái hơi thở mà Đức Phật dạy mình còn phải đi từng bước, chứ đâu phải muốn vô hít thở dài sao mình thở đâu được, mình muốn tu sao tu đâu. Nếu mà tu vậy thì thôi, Đức Phật làm sao mà có những cái đề mục từ cái chỗ, cái đề mục thứ nhất cho đến đề mục thứ hai, thứ ba, cho đến đề mục thứ 19, 18 của nó đâu. Các con thấy rõ ràng mà. Chứ đâu phải muốn tu ngang xương cái nào mấy con tu được đâu. Mấy con phải theo cái sự hướng dẫn người ta kỹ lưỡng chứ. Đó. Cho nên ở đây mấy con học cái lớp đạo đức thì mấy con phải học đạo đức mà thôi. Chứ đừng có tu sai, mà chỉ tu là tu chánh niệm tỉnh giác, giác được cái hành động hàng ngày các pháp xung quanh mấy con thôi. Bây giờ nó không trầm thì miên, thì mấy con đi kinh hành để tu tập chánh niệm tỉnh giác, thì định vô lậu với chánh niệm tỉnh giác là hai cái mấy con kèm. Chứ chánh niệm tỉnh thức ai dạy mấy con? Chưa có ai dạy đó. Cho nên vì vậy mấy con nhớ kỹ trong vấn đề này. Cho nên hôm nay thầy về đây là mục đích nhắc nhở cho mấy con, từ tu sĩ mấy con xả bỏ mấy con còn bay một bát, cho đến người cư sĩ mấy con chuẩn bị để mình tạo cái điều kiện cho gia đình của mình rất là yên ổn, để cho mọi người trong gia đình yên ổn, cho mình yên ổn, mình tu tập.